Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình nhớ lại. Không được mở lại là bị nhắc mở lại. Dạ ơi, chú đi hôm qua giống là đây mà chơi vui âm là đóng cửa tít hết cả mắt. Còn làm tối không làm mỏi nó làm tối đi chơi rồi ấy. Làm tối rằng giờ. Em cũng làm cả ngày rồi, em không làm tối, em không được làm cả ngày đâu. Thì cả phải làm tối đi. Chứ mày làm cả ngày mày cũng đi học đâu. À mày đi học mình đi. Đi học mà. Thế. Chứ không trả lời là em đi làm tối. Làm tối chán. Nhồi này hết rồi mà hết rồi đấy. Hôm hôm qua vẫn cỏ nhưng mà này hết. Thôi mai là đá bóng rồi. Nữ. Ừ, hôm 19 mà. Đấy. Chứ không biết đeo đây ấy đeo gửi bảng đâu. Đấy. Nữ mà. Ý đi. Để xuống xem ngồi xem là bảo ở nhà thật quá. Phải đi làm. Chịu mỏi lắm. Làm cả ngày rồi, làm bữa rồi, không chịu mà. Anh mà làm cả ngày, làm tới tối thì lấy vô phát. Bị dịch, không biết. Cứ mua cái kênh ngay nên đầy tiền ngay. Tính ra kiên đầy tiền đấy. Cuối cùng con sắp quên nhục của anh thật đấy. Tại phải yêu thích ngừa. Cậu mò xong như cái mẹ mai để nghỉ đó.
Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Como só que